Rồi thì bây giờ do cái câu hỏi này nó rất là dài và sư tóm tắt ha, sư tóm tắt dùng cái gì là cái vị này đó có một người bà, tới khi mà bà già rồi thì bà vẫn rất là khỏe nhưng cách sinh hoạt của bà rất là kỳ lạ. Nó giống như là bây giờ cái nhà đó thì dùng đồ che kín lại và có một cái ám ảnh cưỡng chế là mọi người á, gọi là có ý định đầu độc bà, cho thuốc trừ sâu vào để mà giết hại bà. Đó, bà có cái suy nghĩ như vậy và bà làm những cái hành động làm phiền hàng xóm, thậm chí là tố giác lên cơ quan điều tra. Đó, tố giác người hàng xóm rồi tố giác con cháu, nhưng mà khi người ta điều tra thì không có như vậy. Và bà thường hay có sự ảo giác là mình bị bệnh, và thường hay đi đến làm phiền những bệnh viện và thậm chí là bệnh viện họ quen mặt luôn. Đại loại là như vậy đó. Và vị này hỏi là và sư có gửi một cái email để sư hỏi kỹ về cái gia đình của người này. Và có trả lời là ngày xưa đó là của bà cũng con gia đình địa chủ, thì cũng có làm một số việc như vậy đó. Và trong vấn đề này thì suy nghĩ là có một số việc, sẽ có một vài cái gợi ý. Thứ nhất là sẽ không chắc nha, tại vì sẽ nói thẳng là sẽ không có thần thông. Nhưng mà khi quý vị đã thử về cái sư xin lỗi, sư phải tắt cái này chứ còn nó quấy rầy cái nhìn của sư quá. Khi mà mình có cái mình đã đi hết bệnh viện, đã kiểm tra và thấy là cái não bộ mình không có vấn đề đó, thì với cái cách cư xử của người bà này đó thì sư thấy có vẻ, sư không chắc tại vì sư không có thần thông, nhưng mà có vẻ là nó giống với cái nghiệp nghiệp nó chỗ, quả của nghiệp chỗ. Tại vì có những trường hợp như là có cái người mà giết mổ heo, thì tới hồi mà cận tử thì họ chỗ cái nghiệp là họ giống như là họ thành một con heo mà bị người ta giết mổ. Và những cái sự kiện tương tự như vậy cho nên nó làm cho sư nghĩ là trường hợp này nó giống như nghiệp trổ hơn. Và có thể sư chỉ đoán thôi, thì có thể là do hồi xưa đó thì cũng từng xịt thuốc trừ sâu, nó dẫn đến cái chuyện là khi mà nghiệp nó trổ thì mình có cái khuynh hướng là mình sợ người ta đầu độc mình, sợ người ta bị gọi là xịt thuốc trừ sâu mình á. Hoặc là khi xưa là mình đã từng chứng kiến một cái thảm cảnh do bị ngộ độc á, cho nên là bây giờ mình có một cái sự ám ảnh. Nhưng mà bây giờ thì nếu quý vị hỏi là làm cái gì thì phải nói là sư cũng kẹt lắm. Tại vì quý vị biết là có những trường hợp á, gọi là mình không thể tiếp xúc được với chánh pháp. Ví dụ như người bị mù, là người bị tật nguyền nè. Rồi người bị ở sanh ở cái vùng biên địa này. Rồi những cái người bị điên, thì trong trường hợp này á, nó tương đương với cái chuyện là người này bị mất trí, tức là người cái người bị điên. Mặc dù là cái tình trạng là nó nặng nhẹ, có lúc và tỉnh lúc mê, nhưng mà có thể là nó rơi vào cái tình trạng này. Và rơi khi mà đã rơi vào tình trạng này rồi đó, sẽ bó tay, sư không có khả năng hướng dẫn, trừ khi á, là gặp một vị thánh cỡ như ngài Xá Lợi Phất hoặc là Đức Thế Tôn thì họa mai, chứ còn gọi là khả năng của sư thì sư bó tay. Sư chỉ có một lời đề nghị như thế này nè, tranh thủ á, khi còn sống thì quý vị có thương bà quý vị, giúp bà quý vị đi bố thí làm phước, thì bây giờ chỉ có cái phước là nên nương nhờ thôi nha. Ráng khuyên được thì khuyên, khuyên thôi bây giờ bà đi làm phước, đi làm từ thiện đi, rồi con cho tiền bà đi làm từ thiện nha. Quý vị cứ cho tiền bà quý vị, rồi bà quý vị đi làm từ thiện,
Rồi họa mai đó thì cái phước là một là nó nâng đỡ ngay được trong kiếp hiện tại này, hai á, là nó có thể nâng đỡ ở đời sau kiếp khác. Chứ còn với cái kiểu sinh hoạt như vậy thì sư không có niềm tin là khi chết là được đi lên, sư không có. Không biết về cái vấn đề này thì sư Chánh Tâm có cái sự chia sẻ như thế nào không? À, nếu mà không thì thôi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Sư rất là tiếc là trong trường hợp này sư không có lời đề nghị gì nhiều với trường hợp của quý vị.